Streamer từng được ví như thiên thần, lộ nhan sắc thật, cộng đồng mạng dậy sóng. Nổi bật với vẻ đẹp cá tính cùng kỹ năng trang điểm đỉnh cao, streamer Thiên Thi thu hút được lượng fan khủng và liên tục khiến dân tình trầm trồ với những màn biến hình ảo diệu của mình. Phan Hoàng Thiên Thi là cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mạng, nhất là khi nhắc đến hình ảnh hot girl với vẻ ngoài nóng bỏng và quyến rũ. Nữ người mẫu, cosplay, streamer nổi tiếng trong cộng đồng game thủ Việt Nam này được fan ví như thiên thần ngoài đời thực. Từ đó, cô nàng thu hút một lượng lớn người xem và ủng hộ nồng nhiệt mỗi khi lên sóng. Điều đặc biệt ở Thiên Thi chính là sở hữu phong cách chụp hình biến ảo khôn lường, luôn khiến các fan phải bất ngờ trong những tạo hình khác nhau. Có những lúc nữ streamer khiến các fan không thể rời mắt, khoe khoang những đường cong cháy khét. Nàng hot girl luôn biết cách chọn những bộ cánh tôn lên những đường cong của cơ thể mà vẫn giữ được sự tinh tế và thanh lịch. Cô cũng cho thấy sự đầu tư của bản thân trong việc chăm chỉ cập nhật các xu hướng thời trang, luôn làm mới mình trong mắt người hâm mộ. Tuy vậy, rất ít người được chứng kiến khuôn mặt đằng sau những bức hình chỉnh chu, lớp trang điểm sát nét của Thiên Thi. Thực tế, khi không xuất hiện trước công chúng, nữ streamer thường để mặt mộc, cho làn da thở sau những giờ trang điểm đậm. Đây là phương pháp giúp cô nàng cải thiện chất lượng da. Mới đây, gái xinh đã mạnh dạn công khai quá trình biến hình, qua đó fan thấy rõ được nhan sắc trước và sau trang điểm. Dù kém tươi tắn hơn mọi khi, nhưng thần thái và sự tự tin của cô vẫn nhận về nhiều bình luận tích cực từ công chúng. Có thể thấy, dù không cần dùng app chỉnh ảnh, tài năng họa mặt đỉnh cao cũng đủ giúp Thiên Thi xuất hiện lung linh trước dân mạng. Chia sẻ video này, cô nàng phô bày hình ảnh thực, tự tin vào vẻ đẹp tự nhiên, từ đó thêm gần gũi với người hâm mộ và tiếp cận rộng hơn với một phần đông công chúng yêu thích sự giản dị. Có thể nói, yếu tố này đã và đang là bí quyết giúp nữ streamer tỏa sáng và không ngừng phát triển trong sự nghiệp của mình. Phan Hoàng Thiên Thi, sinh năm 1995, quê ở Nghệ An, nổi bật với vẻ đẹp cá tính qua màu tóc và bén duyên với nhiều nghề từ streamer đến make-up, cool, mẫu ảnh tự do. Có năng khiếu học ngoại ngữ từ nhỏ, Thiên Thi từng là sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Tương lai sau khi ra trường của cô, theo mọi người nghĩ sẽ là một giáo viên ngoại ngữ hoặc phiên dịch viên. Tuy nhiên, nàng này đã chọn nghệ thuật và xác định phát triển sự nghiệp trên con đường này. Có duyên với công việc làm mẫu ảnh ngay từ năm nhất đại học qua một lần đăng ký ứng tuyển mẫu cho vui, Thiên Thi bắt đầu thử sức và dần cảm thấy yêu thích. Sau khi góp mặt trong nhiều bộ ảnh thời trang, ngoại cảnh, cô nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng và các chuyên mục trẻ của một số đầu báo. Dần dần, cơ hội mở ra đối với Thiên Thi khá nhiều sau khi nhận được sự tương tác ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Hot girl xứ Nghệ quyết định lấn sân sang làm thêm về live giải trí và streamer game online cùng với sự dẫn dắt của một số người bạn đi trước đang làm. Thiên Thi cảm thấy mình là mẫu người khác tự tin về giao tiếp trong cuộc sống và trước ống kính và có kinh nghiệm làm live stream ca hát. Do đó, cô dễ dàng thích nghi với công việc streamer ngay từ ban đầu. Nữ streamer nhận thấy công việc này đã cho cô nhiều niềm vui và nguồn thu nhập khá. Sau một thời gian làm streamer, Thiên Thi tâm sự cạnh tranh công việc cộng thêm các góc khuất và cám dỗ. Nếu không tỉnh táo, sẽ bị rơi vào nhiều bẫy. Những áp lực công việc khiến tâm trạng cũng mệt mỏi, nhưng bản thân cô rất dễ vượt qua với suy nghĩ thoáng và kiên định. Hiện tại, Thiên Thi đã chuyển hướng sang lĩnh vực làm đẹp, make-up, cool, mẫu ảnh tự do tại Hà Nội. Công việc make-up thiên về phía hậu trường nhiều hơn, êm ả hơn cũng là công việc mà mình khá thích, cô chia sẻ.